Giới thiệu với anh em mẫu xe Honda CR-V bản E nhập khẩu nguyên chiếc anh em nhé. Sản xuất 2018, biển Hà Nội, chính chủ từ đầu. Chiếc này lên rất nhiều option, trong những chiếc xe siêu lướt của Thành Long Auto. Lướt qua một vòng cho anh em xem nhé. Honda CR-V 7 chỗ, chung là cửa tiền 900 đổ lại. Bây giờ mà lựa chọn xe Nhật nhập khẩu thì chỉ có Honda CR-V thôi. Vành phay CMC rồi. Chiếc này cũng lắp rất là nhiều đồ anh em nhé, từ bậc để chân rồi rèm mưa, ốp gương, hõm cửa. Trong xe thì có cả màn hình Android luôn. Để lát nữa chúng ta xem qua phần nội thất của xe nhé. Đấy, Honda CR-V động cơ 1.5 turbo. Chiếc này màu bạc anh em nhé, màu ghi bạc, nội thất kem. Bản E sản xuất 2018, lăn bánh 3 vạn km. Xe chưa đến 900 triệu anh em nhé, rất là hợp lý luôn. Biển ở chiếc này cũng rất là đẹp anh em nhé, đầu gánh đuôi rất là đẹp, 91 năm sinh luôn. Chúng ta cùng tham quan phần nội thất của xe nhé. Đây là không gian nội thất của chiếc Honda CR-V bản E nhé, sản xuất 2018, biển Hà Nội, một chủ từ mới. Đấy, chúng ta có thể thấy rằng là chủ xe đi rất là giữ gìn, ốp gỗ, tất cả những cái mặt phím tiếp xúc. Đấy, khu phím trung tâm, vô lăng còn rất là mới. Đấy, một điểm nhấn ở chiếc xe này là ví dụ như là hệ thống giải trí cũng đã được nâng cấp lên là màn hình Android rồi, hiển thị rất là sắc nét, rất là nhiều chức năng, kết nối wifi 4G, tất cả các thứ chúng ta có thể xem trực tiếp như một chiếc điện thoại di động. Đấy, chiếc màn hình này là hiển thị là cam sườn anh em nhé, xe là trang bị ở cam sườn luôn. Đấy, khi chúng ta có cái vật đi ngang thì chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta có thể nhìn thấy được vật cản thông qua màn hình đấy. Nội thất ghế màu kem anh em nhé, rất là sang trọng, cũng có cửa gió điều hòa phía sau nhé. Phanh tay điện tử anh em nhé, điều hòa tự động hai vùng riêng biệt, phanh tay điện tử. Rồi hỗ trợ là phanh brake hold. Đấy. Khởi động ngang dốc, tất cả các option của Honda CR-V cũng rất là đẹp. Đồng hồ tablo của Honda CR-V nhìn cũng rất là thu hút. Đấy, đồng hồ điện tử luôn anh em ạ. Đấy, xe rất là giữ gìn. Chiếc này mình đang giao bán với mức giá là 899 triệu đồng. Giá có thương lượng. Đấy. Anh em nào quan tâm đến dòng Honda CR-V nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan thì đến Thành Long Auto để trải nghiệm. Đấy, có một cái điều là bây giờ Honda CR-V nhập khẩu bây giờ cũng không còn sản xuất nữa rồi anh em nhé. Bây giờ nó chỉ có là xe lắp ráp trong nước thôi. Dù sao thì dân mình vẫn chuộng hàng nhập hơn, nhập thì nó vẫn chuẩn chỉ hơn. Chúng ta xem qua phần động cơ của xe nhé, để xem một chiếc xe 3 vạn thì nó mới như nào nhé. Đây là phần động cơ, khoang động cơ của chiếc Honda CR-V bản E 2018 anh em nhé. Đấy, sử dụng động cơ 1.5 turbo công nghệ Earth Dream anh em nhé, Earth Dream Technology. Đấy, máy turbo nhìn rất là gọn gàng, xe siêu mới luôn anh em ạ. Cabo zin hết anh em nhé, rất là mới. Xe cũng đã được spa nhẹ rồi. Chúng ta thấy rằng các cái cụm ốc chân máy của nó còn zin nguyên, zin nguyên, bảy màu rất là đẹp. Đối với một chiếc xe Nhật mới lăn bánh 3 vạn km thì thực sự là rất là mới anh em ạ. Không có gì có thể là chê được cả. Đấy. 3 vạn km chạy như là hết rốt ra thôi. Những cái da máy nó còn sáng choang anh em này, hay từ những cục tinh tán này nó còn nguyên dấu của nhà máy anh em nhé. Đấy, những cái dấu xanh xanh này là dấu zin của nhà máy. Đấy, ắc quy này, cụm dầu phanh này, nước làm mát này. Đấy, tất cả mọi thứ đều rất là hoàn hảo, sẵn sàng sử dụng anh em ạ. Đấy. Anh em nào quan tâm đến chiếc Honda CR-V này thì liên hệ với Thành Long Auto nhé.
Đó, biển Hà Nội chính chủ từ mới luôn, 899 triệu đồng có thương lượng. Đấy, địa chỉ cửa hàng mình đây, số 6 Nguyễn Văn Cừ anh em nhé. Số điện thoại của mình là 0911 732 888. Cảm ơn anh em, hẹn anh em ở những chiếc xe siêu lướt khác nhé.